chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói một tin tức đang hết sức sửng sốt đó là một cuộc họp báo liên quan tới bốn tiếp viên Việt Nam Airlines đã nhận tiền và vận chuyển ma túy có thể nói là gần hơn 11,400 gram ma túy tổng hợp và bốn tiếp viên này đã nhận tiền để vận chuyển về Việt Nam từ Paris thưa quý vị trên chuyến bay của Việt Nam Airlines thì số lượng ma túy lớn này đây là ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các hộp kem đánh răng trong các hộp nước súc miệng đựng trong các vali chứa đồ của các tiếp viên hàng không thì uh, trên màn hình này uh, quý vị thấy uh, đây là những uh, tiếp viên hàng không của việt nam airlines uh, đang uh, đưa hành lý qua máy soi chiếu thưa quý vị thì có thể nói rằng uh, và sự việc này diễn ra vào ngày 17 tháng 3. Uh, tổng cục hải quan cho biết uh, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay tân Sơn nhất đã phát hiện vụ việc nghiêm trọng bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,4 gram ma túy tổng hợp từ Paris về Việt Nam thưa quý vị. Thì có thể nói đây là một việc hết sức nghiêm trọng và chi cục uh, hải quan cửa khẩu uh, sân bay Tân Sơn Nhất uh, vừa có cuộc uh, họp báo để mà thông báo sự việc thưa vị. Và phía Việt Nam Airlines cũng đã hứa là sẽ không bao che tội phạm và sẽ làm cho ra cái vụ việc này một cách công khai minh bạch thưa quý vị thì ngay lúc bị bắt quả tang thì bốn tiếp viên này đã rất sợ sệt và khóc và khai rằng là họ thật sự không biết hàng hóa mà họ đem về Việt Nam trong đó có ma túy thưa quý vị nói chung là họ đã gặp một người à, chưa rõ danh tính à, nhờ đem hàng về Việt Nam. Đây là một cái điều mà xin nhắc đi nhắc lại là rất tối kỵ trong vận chuyển hàng không là nhận đồ của người khác mà không rõ bên trong có gì. Vụ việc này, à, xin thưa quý vị là cần phải làm rõ vì nhận qua giùm, đặc biệt là nhóm tội phạm ma túy quốc tế thường thì giấu ma túy trong bất cứ vật dụng gì trên vậy. Có thể là nhờ đem tượng Phật, nhờ đem bình bông, nhờ đem cái loa, nhờ đem cái bẫy, nhờ đem con gấu nhồi bông vân vân và vân vân. Và đã có những vụ việc mà chúng tôi cũng đã lên tiếng trước đây, chẳng hạn như việc một thanh niên úc vì uh, Tốn tiền thưa quý vị, nói chung là có một người uh, anh cờ bạc, cho nên người em muốn trả nợ cho bằng đảng cho nên tin nguyện sách ma túy để mà xâm nhập vào úc, xin thưa quý vị là như vậy. Và trên đường rất là xui là đã ghé quá cảnh Singapore và sau đó bị bắt tại Singapore và bị tử hình thưa quý vị. Thì sự việc rất là nghiêm trọng khi mà máy soi chiếu uh, phát hiện ma túy và quý vị thấy trên màn hình là bật lên màu cam báo động thưa quý vị. Ở đây là cấp độ, đây là ma túy, ma túy uh, tổng hợp, các loại si ke, các loại chất gây nghiện, các chất gây nghiện cấm uh, tác động thần kinh vân vân thừa quý vị. thì có thể nói đây là một việc hết rất nghiêm trọng khi mà bốn tiếp viên này nhận chỉ hơn 10 triệu đồng nhưng mà lại rất là bậy bạ ở chỗ là nhận các hộp kèm đánh răng uh, chở củi về rừng đưa vậy chắc chắn là Việt Nam uh, đầy rẫy các loại kem đánh răng mà các uh, tiếp viên này uh, do có thể là tham tiền hoặc là nghiệp vụ yếu nhận vận chuyển những cái mặt hàng mà rất đáng nghi ngờ Việt Nam có đầy và tại sao lại phải đem kem đến răng từ Pháp về Việt Nam nói chung là các tổ chức tội phạm tìm cách hãm hại Việt Nam bằng cách tuồn ma túy vào Việt Nam từ các gõ từ biên giới từ đường rừng đường sông đường biển đường hàng không vân vân thưa quý vị à, từ uh, tam giác uh, thuốc phiện tam giác uh, vàng về ma túy về thuốc phiện về xì si ke nói chung thì có nhiều dạng để mà đầu độc uh, cái người dùng gây nghiện cho người dùng thưa quý vị thì uh, có thể nói Việt Nam xin nhắc lại là một trong những quốc gia có luật Phòng chống ma túy thuộc loại à, dữ dằn nhất thế giới thưa quý vị. Trong đó có tử hình những kẻ sách buôn ma túy vân vân thưa quý vị. Nói chung là án là án tử hình. Và có rất nhiều vụ nổi tiếng đã bị bắt như à, Đại úy Vũ Xuân Trường à, từng cầm đầu một đường dây buôn ma túy. Rồi có những bộ phim à, đã lên án về cái việc buôn ma túy và đã nổi tiếng như bộ phim tam giác vàng chẳng hạn như vậy rất nhiều bộ phim nói về những cái chiến công bắt giữ những thành phần buôn bán ma túy xâm nhập vào việt nam và cũng đã có nhiều đợt tập huấn về vấn đề phòng chống ma túy đối với các lực lượng À, tiếp viên vân vân thưa quý vị và trên màn hình một trong bốn tiếp viên đã bị bắt tại trận sách ma túy về Việt Nam thưa quý vị đây là một cái việc hết sức sửng sốt mà đây là một số lượng lớn ma túy tổng hợp đựng trong các vali à, chứa đồ của các tiếp viên thì ở đây à, xin thưa việc mà đem ra một cái món ra khỏi một quốc gia thì chẳng ai kiểm soát chặt thưa quý vị đó là lý do tại sao mà hải quan pháp đã miễn cho các tiếp viên này ở đây là miễn cái việc mà soi chiếu miễn cái việc mà xét đồ thưa quý vị nói chung là các cơ trưởng các phi công các nữ tiếp viên khi ra khỏi một quốc gia thì họ không quan tâm tới cái việc đem đi cái món gì Họ chỉ quan tâm là đem vào cái đất nước họ món gì thì họ soi chiếu rất kỹ lực lượng an ninh uh, sân bay rồi lực lượng uh, chó nghiệp vụ. Uh, cá nhân tôi đã đi nhiều sân bay trên uh, thế giới và thấy là cái vấn đề mà phòng chống bà túy rất nghiêm ngặt. Uh, thậm chí có những lúc uh, đem vali mà bị chó nó coi như nó bảo vây thưa quý vị. Một lần từ Pháp về lại Mỹ thì khi xuống phi trường ngồi chờ quá cảnh để đi về lại thủ đô Washington. Lúc đó thì đáp xuống một sân bay ở Trung Chuyển. Thì bị chó nó chạy lanh quanh, thưa quý vị. Và hóa ra thì được giải oan tại vì trong vali có những xúc xích của pháp thơm quá thưa quý vị khiến cho mấy chú chó đánh hơi và coi như uh, rất là thích thú và những vị uh, nhân viên uh, cửa khẩu đã đến và yêu cầu mở vali khám xét tại vì uh, tới ba chú chó thích thú chạy xung quanh hai cái vali của mình thưa quý vị hóa ra là trong vali mình chẳng có ma túy ma túy uh, xì kè gì cả mà có những cái xúc xích uh, của pháp bốc mùi lên quá thơm làm cho những chú chó phấn khích thưa quý vị rồi uh, trở lại uh, vụ việc của việt nam thì có thể nói rằng uh, việt nam là một cái quốc gia mà trong cái vòng uh, du lịch của nhiều uh, người nhiều uh, dân chúng ở trên uh, thế giới cho nên cái hệ thống uh, kiểm soát uh, cửa khẩu rất chặt chẽ có thể đầu tư rất nhiều máy soi chiếu đặc biệt là trên cái tuyến từ bảy về việt nam thì bên phía chính quyền Mỹ cũng đã hỗ trợ cung cấp cho phía việt nam những máy soi chiếu mà có khả năng phát hiện ma túy hay chất cấm rất chính xác thưa quý vị họ sử dụng hệ thống beta testing những cái tia phóng xạ gamma để mà rà soát các vật dụng chỉ cần một lượng cực kỳ nhỏ có chất ma túy là nó sẽ phát hiện ngay một cách chính xác nếu mà đã bị soi chiếu ở Việt Nam thì chắc chắn trăm phần trăm là có tội thưa quý vị những máy đó là do những chính phủ xin nhắc lại là những chính phủ hàng đầu trên thế giới vì Việt Nam là một quốc gia tham gia vào công ước phòng chống tội phạm ma túy quốc tế cho nên được sự hỗ trợ rất lớn từ những cơ quan như FBI, Homeland Security của Hoa Kỳ thưa quý vị. Thì, à, coi như trời cũ thưa quý vị, hàng hóa hay vali sách tay mà bị soi chiếu thì à, bị phát hiện là cái điều đương nhiên. Ngoài ra Việt Nam còn có những chú chó nghiệp vụ cũng rất giỏi. Thưa quý vị. Và bên phía Hoa Kỳ chúng tôi được biết là đã huấn luyện cho bên phía công an cửa khẩu Việt Nam rất nhiều lần. Và ngày 10 tây tháng 3 mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm và ông yêu cầu cần phải nâng cao hơn nữa về nhận thức các hiểm họa sâu xa của ma túy phòng và chống tội phạm về ma túy là phải phòng ngừa ngăn chặn từ sớm từ xa từ nơi xuất phát ngay tại cơ sở và cái buổi uh, hội nghị này đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng và chống ma túy do bộ công an việt nam tổ chức. Và quý vị thấy trên màn hình người phát biểu đó là ông Phạm Minh Chính. Có thể nói rằng à, cuộc chiến chống ma túy à, rất là quyết liệt. Có những chuyên án lớn tấn công, trấn áp tội phạm ma túy rất quyết liệt trên các tuyến, các địa bàn, trọng điểm và lực lượng đã đấu tranh triệt phá nhiều tổ chức đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia và giải quyết và chuyển hóa cơ bản nhiều điểm nóng từng bước ngăn chặn nguồn cung ma túy, hạn chế các hậu quả tác hại xảy ra cho xã hội. Thủ tướng Việt Nam cũng cho rằng công tác này còn có những tồn tại và hạn chế. À, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp cả về quy mô, chính chất và địa bàn. Một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt, thiếu cơ chế vận hành kiểm tra giám sát còn tình trạng khoáng trắng cho công an. Tội phạm về ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn gắn kết với tội phạm tham nhũng, rửa tiền, buôn vũ khí vân vân. Theo Bộ Công an Việt Nam, năm 2022, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ 26.967 vụ, 41.308 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 9 xin lỗi 809 kg heroin, 6,1 tấn ma túy tổng hợp, 867 kg cần sa và trên 1 tấn ma túy khác, triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm phức tạp về ma túy, đấu tranh 1.563 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh về điều kiện để mà vi phạm về an ninh trật tự và các dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy vân vân thưa quý vị thì uh, theo nhiều quốc gia trên thế giới để phòng chống ma túy thì họ có những cái phương pháp uh, như là treo giải thưởng rồi quý vị cho người dân nếu mà tố cáo các đường dây ma túy rồi tố cáo người sử dụng ma túy rồi tố cáo người buôn ma túy thì thưởng rất lớn lên tới hàng ngàn đô la, hàng chục ngàn đô la. Thì đó là một cái cách vận dụng quần chúng đấu tranh tố giác quý vị ở các nước xin nói rõ là ở các nước chẳng hạn như hoa kỳ là họ dùng tiền thưởng rất lớn để mà tham gia thưa quý vị còn nếu mà kiểu như là chờ cho người dân phát hiện thì rất là lâu nhưng mà vì cái tiền thưởng cho nên nhiều khi có những đồng bọn tham gia rồi bán đứng bán tin cho cảnh sát để cảnh sát bắt giữ thì đó là một trong những cái cách mà các quốc gia trên thế giới sử dụng thưa quý vị nói chung là thỉnh thoảng thì Việt Nam cũng có những đợt thưởng nóng nhưng mà muốn liên tục đấu tranh một cách mạnh mẽ thì việc đưa ra các giải thưởng đó là một trong những cái kênh để mà người dân có thể tham gia thưa quý vị ở các quốc gia ngoài Việt Nam thì họ dùng tiền thưởng là một trong những cái cách để mà phòng chống uh, việc mua uh, bán sử dụng ma túy trái phép. Chẳng hạn như ở các trường học, uh, nhiều phụ huynh uh, tham gia bằng cách là tìm cách uh, phát hiện các uh, chân rích, các vòi bạch tuộc, rồi tố cáo cảnh sát. Như ở vùng chúng tôi là họ sẵn sàng tố cáo để mà họ lấy tiền thưởng được, quý vị, năm, mười ngàn đô, vài chục ngàn đô để mà trừng trị bọn buôn ma túy hại người vân vân. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Văn Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.